vào cái đường ở chính giữa mà chúng ta vừa gấp được. Các bạn nhớ miết phẳng những cái nếp gấp này ra để chúng ta dễ cắt hơn nhé. Để tiếp tục gấp tương tự với bên ngược lại, cũng miết thật phẳng những cái nếp gấp này ra. Sau khi đã gấp xong thì chúng ta sẽ tiến hành cắt cái phần giấy này thành những cái sợi giấy nhỏ hơn. Để cắt được phần này thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái kéo to và sắc một chút. Rồi, tay trái các bạn sẽ giữ chắc cái tờ giấy, tay phải cầm kéo cắt thành những cái sợi giấy như thế này. Với cái phần giấy này thì các bạn cố gắng cắt những cái sợi giấy của chúng ta đều nhau một chút để cho cái phần lá của chúng ta đẹp hơn. Với cái phần này thì các bạn cố gắng không cắt quá to và cũng không cắt quá nhỏ. Để làm được phần trang trí ngày hôm nay thì các bạn nên sử dụng cho mình một tờ giấy thủ công cứng một chút để cho cái phần lá của chúng ta đẹp hơn nhé. Chúng ta sẽ cắt cách cái mép giấy phía bên dưới này một khoảng. Khi đã cắt đến gần cuối này rồi thì các bạn ấn kéo từ từ và nhẹ thôi, để tránh lúc mà chúng ta ấn mạnh quá, cắt quá là tờ giấy của chúng ta sẽ bị đứt.